Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành cáo trạng truy tố tài xế Đinh Tiến Bình, 37 tuổi, trú thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đinh Tiến Bình là tài xế điều khiển xe tải biển kiểm soát 81H gây tai nạn khiến 3 người của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ HAGL tử vong, một người bị thương nặng. Kết quả điều tra xác định chiều ngày 12 tháng 8 năm 2023, ông Đinh Tiến Bình lái xe tải chở đá lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi qua thôn Tao Cho, xã Ia Hờ Rú, huyện Chư Pư, xe tải này vượt bên trái xe 5 chỗ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai do ông Nguyễn Tú Sinh, 57 tuổi, trú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước. Đúng lúc này, tài xế Bình phát hiện phía trước làn đường ngược chiều có xe tải biển kiểm soát 47C do tài xế Nguyễn Tấn Xuân điều khiển, đang đi theo hướng ngược lại nên đánh lái về phần đường bên phải và tông vào đuôi xe 5 chỗ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi bị tông, xe của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mất kiểm soát, quay ngang và bị xe tải biển kiểm soát 81H tiếp tục tông vào, đẩy xe đi tiếp sang làn đường bên trái và tông vào xe tải biển kiểm soát 47C. Vụ tai nạn khiến xe 5 chỗ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bị vò nát, kẹp giữa hai xe tải. Thời điểm này trên xe còn có huấn luyện viên Dương Minh Ninh, sinh năm 1975, cầu thủ Paulo Madeira Oliveira, sinh năm 1996, quốc tịch Brazil và bác sĩ Đào Trọng Trí, sinh năm 1992, trú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Vụ tai nạn khiến huấn luyện viên Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí và cầu thủ Paulo Madeira Oliveira tử vong tại chỗ. Riêng tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương tích nặng với kết quả giám định 44% thương tích. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông là tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển xe tải biển kiểm soát 81H vượt xe khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, không giữ khoảng cách an toàn với ô tô phía trước, thiếu chú ý quan sát, xử lý kém. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn ma túy của 3 tài xế đều âm tính. Kết quả xác minh tốc độ của xe ô tô biển kiểm soát 81H tại thời điểm gây tai nạn là 55 km/h. Từ bản cáo trạng của vụ việc, hành vi của bị can Đinh Tiến Bình là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của nhiều người khác, được pháp luật bảo vệ, phạm vào tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, với tình tiết định khung hình phạt, làm chết 3 người trở lên, quy định tại điểm A khoảng 3 điều 260 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt bị truy tố từ 7 đến 15 năm tù.